Nghi lễ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, ngày 16 tháng 9 năm 1972, toàn thể các quân binh chủng quân lực nước Cộng hòa đã tái kiếm lại cái cổ thành Quảng Trị mà trước đó Cộng sản Việt Nam lần đầu tiên họ sử dụng quân lực chính quy gồm có đại pháo, xe tăng, vân vân, và họ đã chiếm được Quảng Trị, mong rằng đó sẽ là một cái thủ đô của mặt trận giải phóng miền Nam. Thưa quý vị, các quân chủng quân lực nước Cộng hòa đã rất là oanh liệt chiếm lại cái cổ thành Quảng Trị, thưa quý vị, và cái hình ảnh cắm lại lá cờ vàng trên cái quan tàn đổ nát Quảng Trị, hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ lại cắm cờ vàng trên quân Việt Nam sau 46 năm mà Cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam, đã làm cho quân Việt Nam quan tàn đổ nát. Thưa quý vị, từ cái ý nghĩ đó, thị trưởng Tạ Đức Trí, thị trưởng của thành phố Westminster đã có cái ý tưởng rằng muốn dựng một tượng đài để vinh danh cái tinh thần chiến đấu của các quân binh chủng Việt Nam Cộng hòa, cũng nhằm để vinh danh cái sự chiến đấu phải nằm xuống trên cái mảnh đất Quảng Trị của quân dân cán chính. Thưa quý vị, từ tháng 12 năm 2020, sau khi cái dự án đã được Hội đồng thành phố duyệt và mọi công việc đang xúc tiến, để hy vọng rằng vào tháng 9 năm 2021 thì cái tượng đài tái chiếm của thành Quảng Trị sẽ được dựng lên tại Freedom Park. Đó là một công viên mà tại đó chúng ta đã biết có cái tượng đài Việt Mỹ, có tượng đài các tướng lãnh Tuấn Tiết ngày 30 tháng 4 năm 1975, có tượng đài vinh danh 74 chiến sĩ hải quân đã nằm xuống khi mà bảo vệ quần đảo Trường Sa. Thì cũng tại đây, tháng 9 tới đây sẽ có một cái tượng đài để tưởng nhớ và vinh danh các quân dân, quân lực Việt Nam Cộng hòa đã chiến đấu và hy sinh trên mảnh đất Quảng Trị. Chúng tôi xin phép được nhắc lại, tái chiếm của thành Quảng Trị không phải riêng cái binh chủng thu lục chiến mà gồm tất cả các binh chủng. Tuy nhiên cái hình ảnh đại diện tiêu biểu đó là hình ảnh của tiểu đoàn 3 soi biển. Các quân nhân của tiểu đoàn 3 đã cắm cờ. Và thưa quý vị, ngày 6 tháng 6 năm 2021 vừa qua, cái buổi lễ động thổ đã được tiến hành. Mặc dù trong mùa dịch, mặc dù có cái thông báo của Ủy ban xây dựng tượng đài rằng trong mùa dịch cho nên hạn chế người tham dự, nhưng chúng tôi rất là xúc động khi thưa quý vị, gần 200 con người đã có mặt trong buổi lễ động thổ đó. Và những cái hình ảnh đã được phổ biến từ các YouTuber, từ các phóng viên có đài truyền hình Việt TV, Net Việt và những cái đài truyền hình ở Nam Cali v.v. đã cho chúng thấy rằng một cái buổi lễ được tổ chức một cách trang nghiêm, trang trọng. Tuy nhiên, rất là xúc tích và đặc biệt là được cái sự hỗ trợ của các quân nhân, các binh chủng có mặt. Và đặc biệt hơn nữa, đó là những anh em thu lục chiến ở Bắc Cali, cũng giống như Nam Cali, và đặc biệt là Mũ Xanh Rừng Cấm đã rất là tích cực trong cái việc mà thực hiện cái nghi thức khai mạc. Hôm nay, Nghi Lữ hân hạnh được nói chuyện với Văn Tuấn, anh là một chiến sĩ thuộc lực lượng Mũ Xanh mà thuộc Mũ Xanh Rừng Cấm. Thì trước hết anh Nghi Lữ xin phép được xưng anh với Tuấn, để anh muốn nói rằng em là người đã đi tham dự và em nói rằng đã bỏ ra một hai ngày đi Nam Cali thì nhưng mà em nói em rất đã, thì em có cái điều gì em chia sẻ với lại người Việt khắp nơi trong và ngoài nước, những cái ghi nhận của em trong cái chuyến đi Nam Cali vừa qua đi dự lễ đồng thổ. Mời Tuấn. Trước hết là xin được chào anh Nghi Lữ, em tên là Văn Tuấn, đơn vị của em là tiểu đoàn điện tinh sư đoàn thủy quân lục chiến. Những cái niềm thầm kín, những cái niềm ước mơ của em mà em nghĩ cả đời em sẽ không bao giờ làm được và em chờ đợi sau 46 năm, thì mình mạn phép gọi là cái đám nhỏ đi, cho nó thình chú cháu, cho nó thân mật. Đám nhỏ nó làm được thì em khoái lắm, em rất là thích lắm. Tại vì bất cứ một cái chuyện gì mà mình không làm được mà kẻ khác làm được
thì mình phải nâng bằng tay lên cùng với tụi nhỏ để nó làm. Mặc dù đường xa mệt mỏi, lái xe 6-7 tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng em, các anh em mũ xanh rừng cấm bắt cơ ly, dù có dài 3 mạng đi nữa, tụi tôi với cái khả năng là người đi trước, đóng vai với cha chú tụi nó, thì mình phải góp sức bằng tay nếu những điều mình có thể làm được cho cái ngày buổi lễ nó toàn vẹn hơn. Dù mệt nhưng vui, thưa anh Nghĩa Lữ. Thì thưa quý vị, có những cái hình ảnh mà như là Tuấn vừa nói, quý vị thấy rằng 5-7 anh em đi từ Bắc Ly xuống. Nhưng mà cái ngày hôm động thổ đó, Nghĩa Lữ thấy hình như là trên 20 anh em thủ lục chiến có mặt quân phục, đã có mặt. Thì Tuấn có biết rằng vì sao có cái chuyện này không? Dạ thưa anh, cũng như có người người hỏi tôi, có thấy một người lính mũ xanh đứng khóc ở bên cái gốc cây. Thì tôi xin thưa tình như vậy, với cái tuổi đời gần 70 mà nói chuyện khóc là cái chuyện nó không thể nào nó xảy ra được hết. Mà 9 giờ phút này tôi không hiểu có được gọi đó gọi là giọt nước mắt hay là cái sự thổn thức từ đáy lòng của một người lính đối với đồng đội của tôi. Chúng tôi tưởng là chúng tôi đơn lẻ, chúng tôi cô đơn đi xuống từ phương xa xuống, chỉ có vài ba mạng để giống lên tiếng nói kêu gọi anh em ngồi lại với nhau. Nhưng không ngờ, đến cái ngày khai mạc ngày 6 tháng 6, từng bộ đồ cọc biển từ ngoài Bắc Kinh đi vô, người từ người đi vô, có người tôi nó giống như điện giật mà nó rấn trong người đó. Tôi biết là có chuyện xảy ra trong tâm hồn tôi, thì tôi chạy ra cái góc tôi đứng, tự nhiên nước mắt tôi nó trào ra. Bởi vậy tôi nói là không biết gọi là khóc hay là cái sự thổn thức, cái sự mà cảm xúc của anh em. Thì một trong những hai những người hoặc là ba người tôi cũng nhớ là quân trưởng của tôi đó, họ thấy tôi chạy ra góc bên kia thì mình đi giấu mà. Thì đồng đội anh em của tôi là ôm tôi nói, tụi tao không bỏ mày, mày nên nhớ rằng không bỏ anh em, không bỏ bạn bè, một ngày mũ xanh trọn đời mũ xanh, chúng tao sẽ không để cho mày là con nhạn lạc bầy mà cô độc. Hỏi anh có giọt nước mắt nào sung sướng hơn có giọt nước mắt nữa đó không? Xin thưa anh Nghệ Lữ. Vâng, kính thưa quý vị, đúng như Tuấn nói, Nghệ Lữ cũng từ San Jose, từ Bắc Cali đi xuống Nam Cali, thì cũng được biết là có khoảng 6-7 anh em gì đó sẽ đảm nhận cái vấn đề mà chào cờ Mỹ Việt khai mạc. Thì anh Phát Kiên, anh cũng rất là tích cực, anh rất là lo lắng. Thì anh nói rằng chắc có lẽ là đi đón rước của quân kỳ đó, chúng ta cố gắng có 5 người là đủ. Nhưng thưa quý vị, ngày hôm đó, một cái toán đón quốc quân kỳ là 10 người, thưa quý vị, chứ không phải là 5 người. Chưa nói là cái dàn lính đứng ở hai bên nữa, mà lính ở đó là có rất nhiều người lính mũ xanh, thưa quý vị. Thì tôi có thể cho biết được rằng tại sao bất ngờ trong cái giây phút cuối cùng mà những người điên trưởng của Tuấn đó nói rằng tụi tao không bỏ mày đâu. Tại sao vậy? Điều gì nó đã xảy ra? Tuấn đã làm những động thái gì mà tự nhiên người ta không có hứa với Tuấn gì hết mà tự nhiên là kéo ra như vậy Tuấn? Theo ông nghĩ là vấn đề nó gọi là tế nhị một chút xíu. Tại vì con người ai cũng có một cái ý riêng của bản thân. Thì em nhìn cái chiều sâu của cái cuộc mà xây dựng tượng đài này với con mắt của em á, thì em nghĩ nó là chính nghĩa. Biết đâu những đồng đội của em ngày xưa cùng một mũi súng em chỉ về giặc thù, bây giờ sau tuổi già hay là có gì đó thì người ta có một sự suy nghĩ khác. Bởi vậy em không biết ai để mà em rủ rê, thì em chỉ nói là rủ anh em đồng đội của chiến hữu em đi thôi. Thì nghĩa là em nói là thí dụ người này góp công thì người kia góp sức, thì muốn cho buổi lễ long trọng thì em cắt nghĩa cho các bạn bè, các đồng đội, các chiến hữu, các thẩm quyền của em. Thì họ thấy em có nói có lý, thì họ cũng như em, họ không dám trả lời đi hay là không đi. Họ chỉ nói chờ ngày đó ta quyết định. Và đến ngày đó thì họ đã quyết định. Mà sở dĩ họ quyết định không riêng cho bản thân họ mà họ rủ đồng đội đi nữa. Bởi vậy hỏi anh có cái niềm nào sung sướng hơn? Dù có 6 tiếng hay là 60 tiếng lái xe vậy, anh thấy vẫn vui vì cái việc anh làm là có đúng, thì bạn bè đồng đội nó ủng hộ anh. Còn những cái chuyện mà sau hội trường thì mình bàn đi, bất cứ cái chuyện gì cũng vậy. Anh nên nhớ rằng là cái bức tượng mà thuyền nhân ở bên trại tị nạn thôi mà họ còn gửi người qua đập phá được, thì huống chi là bên đây ở vùng Nam Cali là cái vùng phải nói là khói lửa triền miên, phe chống phe binh. Sở dĩ có một số các nơi người ta không nhìn thấy cái hội đoàn cựu quân nhân
hay là người ta nói này nó, nhưng mà họ nhìn không kỹ trong vấn đề sâu sắc đó. Tại vì theo tôi được biết trong cái list đọc á, nếu mà không có cái sự ủng hộ thì sao có đại tá lữ đoàn trưởng của lữ đoàn nhảy dù, yep, có hạm trưởng, hạm phó của một cái hạm hải quân, hay là nói tóm lại là ông phi đường phó của một phi đoàn của không quân 29. Nhưng mà tại vì người ta thầm lặng, bởi tại vì cái số lượng mời trong mùa Covid này nó không được nhiều. Đó là những câu hỏi tôi trả lời cho một số bạn đã hỏi tôi, thì tôi được xin thưa với sự hiểu biết hạn hẹp của một người lính, bởi vì tôi không nằm trong ban tổ chức, mà tôi chỉ nằm trong cái thành phần gọi là ủng hộ các cháu nó làm việc mà mình cảm thấy nó đúng. Mời nghĩa lữ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, Tuấn vừa nói là các cháu. Đó là ai thưa quý vị? Đó là những người hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, như thị trưởng Tạ Đức Trí, như luật sư Trần Thái Văn, như luật sư Nguyễn Quốc Lân. Đó là những hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, cho nên chúng tôi vẫn coi đó là những thế hệ sau này của chúng tôi. Mà cái tượng đài này thưa quý vị, nó được xây dựng không phải là một cái private, không phải cái đất private của một cái ông chủ nào hết, mà nó là cái công viên của thành phố Westminster. Thật ra những cái tượng đài này đó, nó sẽ nằm vĩnh viễn ở đó thưa quý vị, để cho thế hệ hậu duệ của những người hậu duệ hồi nãy mình nói, mà kể cả những cái thế hệ 50-100 năm nữa, thì các cháu nó đến với cái Freedom Park, nó sẽ thấy được cái hình ảnh mà dựng lại lá cờ vàng trên cổ thành. Nó thấy được cái lá cờ vàng để nó hiểu được rằng cái đó là cái gì, quân lực Việt Nam Cộng Hòa là như thế nào, cổ thành là sao, vân vân. Thưa quý vị, cái điều đó để trả lời lại, đó là một gáo nước lạnh tạt vào mặt Cộng sản để nói rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa không hèn yếu. Để trả lời với lực lượng phản chiến rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa không hèn yếu, chúng tôi đã anh dũng chiến đấu như thế nào. Và đó là cái tượng đài nó hình thành, nó sẽ vinh danh được quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời cũng để tri ân những người đã nằm xuống. Thì có một câu hỏi của anh Nghị Lữ đối với Tuấn là khi em đến như vậy đó, thì cái nội dung của buổi lễ, cái sự tiếp đón của ủy ban xây dựng tượng đài, thì Tuấn có cái điều gì chia sẻ với đồng bào để cho người ta biết được cái tâm tình của người đi dự cái cuộc lễ đồng thổ đó? Thưa anh Nghị Lữ và thưa quý chiến hữu, cùng một số bạn mà tôi không biết kêu bằng gì, mình gọi là các anh em chiến hữu hết đi, cho nó cho cái tình nó thân mật thêm. Tôi đến dự, tôi rất là cảm xúc vì các cháu nó vẫn là những đứa con em của miền Nam, những đứa con em của các chiến hữu, các thế hệ đi trước huấn luyện lại chúng nó. Chúng nó tiếp tục gìn giữ con đường này. Tôi rất là vui khi chúng nó vẫn biết thứ tự lễ nghĩa. Như tối hôm đó một đêm, cái cháu thị trưởng Tạ Đức Trí, cháu nói với tôi, cháu làm như vậy mà cháu không biết cháu phạm lỗi gì, mà tại sao không ủng hộ cháu mà lại đi đánh phá cháu. Thì tôi nói rằng đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Chú thì không làm được gì hết. Thứ nhất là tủ đã già, thứ hai là chú không có tài lực, mà chú chỉ có cái nhân lực còn lại thôi. Thì cháu phải vững lòng tin. Thì sẵn đây thì tôi cũng xin được nói rằng trong cái cuộc chiến của 20 năm ròng rã của cái miền Nam Việt Nam mình á, thì anh em chúng mình trong cái lứa tuổi lớn lên chỉ có con đường duy nhất, phải nói là như vậy chứ không là, nếu anh muốn sống tự do phải anh súng. Phải tầm súng và chiến đấu để bảo vệ đất nước, nhưng vì cơ trời thì mình nên gãy đoạn. Nhưng mà chứng minh cho mọi người thấy đó, miền Nam mình vẫn có những anh hùng người ta tưởng tuyết để bảo vệ đất nước, chết theo thành. Còn chú bây giờ chú chẳng còn gì để mất, hay là chú chẳng còn gì để nói, mà cháu chỉ ước, chú chỉ ước nguyện chú, nếu mà mình tin về vấn đề tâm linh đó, khi chú chết, chú tình nguyện sẽ là người giữ thành, giữ bức tượng đời, tượng đài mà các chú làm được cái diễm phúc, nếu mà chú nghĩ tin là có vấn đề tâm linh. Chú tình nguyện làm người lính gác bức tượng đó cho các cháu đến cả cuộc đời chú. Con người chú đi chắc mình dễ cảm xúc. Nhưng mà có nhiều người sau khi họ nghe cái này xong, họ nói chú là cái thằng đóng kịch cải lương gì, hãy quên những chuyện họ làm đi, cái mình đã làm những chuyện mình cho là đúng, đường ta cứ đi, không có chuyện gì phải lo lắng hết. Chú biết ở đây chú rất có nhiều anh em muốn đi lắm, nhưng mà tại vì một lý do gì đó mình không nói,
Chú nói đây là tình huynh đệ chí binh, sức nào mang nổi ngàn cân, trai nào hơn được thủy thần mũ xanh. Yep. Ngày xưa chúng ta chỉ có biết nghe hô xung phong là điển, nhưng bây giờ cái chuyện đó nó không còn nữa, là tại vì chúng ta đã lớn rồi. Bây giờ ngồi lại với nhau, những chuyện gì đúng mình làm, và những chuyện gì mình cảm thấy là không đúng thì mình yên lặng. Chứ không phải là mình sợ, mình không chống đối. Mình chỉ cầu muốn cho tất cả anh em ngồi lại với nhau trong cái tình huynh đệ chí binh. Nếu thằng em út nhỏ bé này có nói cái gì sai đối với các đại bang, thẩm quyền, niên trưởng, huynh trưởng, đồng đội, thằng Tuấn này xin mở lời, mở lòng ra để nghe các anh giải nghĩa và giúp đỡ cho nó đi đúng hơn. Nhưng mà tôi rất là tự hào vì con đường tôi đã chọn. Tôi không còn gì để mà muốn hơn được nữa. Thưa anh Nghi Lữ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, Tuấn nói Nghi Lữ rất là xúc động. Một cái câu nói mà tôi nghĩ rằng hồn thiên sông núi sẽ chứng kiến. Tuấn nói là khi Tuấn nằm xuống thì cái linh hồn Tuấn đó sẽ đứng gác ở tượng đài đó để gìn giữ cái tượng đài đó, tránh những cái sự phá hoại, chất chất. Một cái lời nói, một cái tâm tình mà tôi nói thẳng, tôi hết sức là xúc động, thưa quý vị. Ở đây chúng tôi muốn nói như thế này. Kính thưa với lại Nghi Lữ cũng là một cựu quân nhân, thì kính thưa với tất cả các niên trưởng, các quân binh chủng, các anh em chiến hữu, đồng đội. Kính thưa quý vị, chúng tôi ở tại thành phố San Jose. Trên 100.000 người Việt đang có mặt tại đây, mà vì chúng tôi không có được những vị dân cử có lòng như thị trưởng Tạ Đức Trí, như dân biểu Trần Thái Văn, cho nên chúng tôi không có được bất cứ một cái điều gì gọi rằng ghi lại cái lịch sử hào hùng chiến đấu cộng sản của quân và dân miền Nam Việt Nam. Là khi chúng ta đi xuống Westminster thấy nhiều cái khu thương mại đó, họ treo cờ vàng quanh năm suốt tháng, đúng không? Rất là nhiều. Nhưng sao giờ chúng ta không có? Chỉ có được cái treo cờ vàng vào những dịp 30 tháng 4 hay là Tết mà thôi. Đúng không? Đúng như vậy. Thì tại vì tôi nghĩ cái đó là cũng là có vấn đề rất là tế nhị thôi. Tại vì ở dưới Nam Cali, nó gọi là Little Saigon, mà nó là thủ phủ của người Việt tị nạn, thì nơi đó cái tỷ lệ người buôn bán đa số là gốc người Việt, thì người ta treo cờ. Còn ở San Jose mình đây thì mang tiếng là Little Saigon thật sự, nhưng mà đếm được bao nhiêu người là thuần túy là gốc Việt đâu. Cái đó là cái sự khác biệt giữa hai bên. Và thứ hai nữa đó, mình không có được những vị dân cử, những cái cháu mà hậu vệ, họ chỉ biết làm để cho một cái cộng đồng mạnh hơn. Điều đó mình lại thiếu, mình lại thiếu chứ không phải là có, mình chưa có chứ chưa không phải có. Là có. Thì tôi hy vọng rằng 5 năm nữa, 3 năm nữa, 10 năm nữa sẽ có những người cháu sau này nó lớn lên nữa, nó sẽ làm được những cái việc để mà cho cái cộng đồng ở San Jose này nó lớn mạnh thêm. Tại vì cái đất Cali này là tiêu biểu là chỉ cái Nam và Bắc Cali, thì nó có lẽ đông dân thì đạn hơn tất cả mọi chỗ khác. Thì hy vọng cái chuyện đó trong tương lai nó sẽ có anh. Dạ. Kính thưa quý khán thính giả người Việt khắp nơi, trong cái tâm tình của những người lính như tôi, như Văn Tuấn, thú thật, chứ tôi không có điều kiện để mà làm những cái điều mà mình mong ước. Thành ra đó, nhờ thị trưởng Tạ Đức Trí là một thị trưởng người Mỹ gốc Việt mà là hậu duệ giữa nước Cộng Hòa, cháu đã làm được rất nhiều điều cho người Việt được mở mắt, ngang vai, ngẩng đầu cao với các sĩ dân khác. Thí dụ, có đường Bôi Sa được mang tên đường Trần Hưng Đạo. Thí dụ, nguyên một cái phát của hội thành phố như vậy mà nhìn đi nhìn lại toàn bộ là những cái nói về cái lịch sử của miền Nam Việt Nam. Chưa kể một cái thư viện về chiến tranh Việt Nam nữa. Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng tha thiết mong là chúng ta không bao nhiêu ngày nữa chúng ta cũng sẽ ra đi thôi, nằm xuống. Thì mong khi chúng ta nằm xuống thì cái tư tưởng khai phóng, nhân bản, tự do, dân chủ của miền Nam Việt Nam sẽ được cái hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa họ tiếp nối. Chứ không thể để cho đó những ngày này con cháu cộng sản đó nó đang chạy bên này đầy hết nè, thì không thể để cho nó đó nhuộm đỏ, đã nhuộm đỏ miền Nam rồi thì không thể nhuộm đỏ cái đất nước tị nạn của chúng ta đang ở. Tuấn có lời điều gì cần tâm tình với lại hai mặt, một là quý vị niên trưởng, hai là các bạn trẻ, Tuấn nói điều gì?
Trước hết em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các chiến hữu của em, những người đã từng cùng em và dẫn dắt em trên con đường khi mình mang hai tiếng cọp biển. Em muốn tất cả quý vị nếu được vì một vấn đề gì đó nên nới lỏng ra cùng nhau để giúp đỡ cho các cháu một tay. Chúng ta không thể nào ngồi đó mà chỉ nói để rồi nó có một cái sự xa cách từ từ. Em biết thì khi mình đã kết luận như vậy thì đường đi của mình nghĩ là mình đúng, nhưng mà để cho hậu thế nó phán xét mình đúng hay là sai. Em chỉ ước muốn một điều, cái ngày vào cái ngày mà cắt băng Khánh Thành đó, ngày 18 tây tháng 9 ở phía Đồng Phạt ở Nam Cali đó, hy vọng cái số anh em đã đồng ý với Tuấn Truyền Tin hãy cố gắng đến cùng nhau đi cho nó cuối cái đoạn đường của mình đã đi. Và một lần nữa, chú với tư cách là thế hệ thứ nhất đặt chân trên đất Hoa Kỳ này, chú mong muốn các cháu sẽ có nhiều tả đức trí hơn nữa, có nhiều hơn nữa, hoặc là có những lớp trẻ sau này nó có thể làm gì được cái đất nước. Mình biết là cái ngày về mình nó còn thăm thẳm mù xa, nhưng mà chúng ta không chiến đấu cho chúng ta thì đừng ngồi chờ kẻ người khác chiến đấu cho chúng ta. Trước hết là chúng ta cùng nhau, như tôi đã từng nói từ đầu, đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi. Mình hãy dẹp bớt tự ái để ngồi lại bên nhau, đó là cái điều tôi mong muốn. Nếu em có nói điều gì sai trái, xin quý đại bàng thẩm quyền cùng các chiến hữu niệm tình tha thứ cho em. Chỉ vì em có một tấm lòng thương đến 3.600 người lính thủy quân lục chiến chết để cắm được lá cờ. Các quý vị đừng có nghĩ gì sâu hết, cứ nghĩ như vậy là các vị sẽ giải tỏa cái lòng tin và cái niềm vui của quý vị mang đến cho chúng em. Dạ vâng, kính thưa quý vị, để tiếp lời của Tuấn thì cho phép Nghi Lữ được tâm tình với các bạn trẻ. Chúng tôi, những người không bao nhiêu năm nữa, chúng tôi cũng nằm ở trên cái xứ sở mà phải vì cái chuỗi cộng sản mà ly hương, rời xa đất tổ. Thì chúng tôi cũng mong là các bạn trẻ hãy dấn thân, hãy tiếp tục làm để duy trì những cái bước đi mà cha chú của mình đã đi trước. Tuy nhiên, trong bước đi của mình cũng cần lắng nghe những cái lời góp ý của những bậc cha chú. Tuy nhiên, cái khoảng cách tuổi tác nó cũng có thể có những cái điều mà chúng ta không có đồng tình với nhau hoàn toàn, nhưng chúng ta có thể bất đồng, nhưng xin đừng bao giờ bất hòa, thưa quý vị. Đúng 100%. Vâng, hãy luôn luôn có cái sự trân trọng của thế hệ cha ông đã, chính có thể cha ông đó mà các cháu đã có mặt tại đất nước tự do dân chủ của Hoa Kỳ này, thì xin hãy dấn thân, mạnh mẽ dấn thân, nói như anh Tuấn vừa nói, làm những điều tốt cho quê hương thứ hai, nếu được hỗ trợ luôn cho cái việc đấu tranh dân chủ dân quyền của đất nước Việt Nam để thoát cách cộng sản. Nhưng chắc chắn hãy dấn thân thì nó có những cái điều mà trở ngại, nó có những cái điều mà điều tiến thế này khác, thì xin nếu chúng ta đã làm đúng thì cứ đường ta cứ đi, đúng không ạ? Dạ, đúng hoàn toàn, tôi đồng ý anh Nghi Lữ hoàn toàn trong cái vấn đề đó. Thì em cũng xin được kết thúc câu chuyện hôm nay với buổi rất là cảm ơn Nghi Lữ đã cho em được thổ lộ tâm tình với các bậc những cấp chỉ huy của em, và xin lỗi gửi cầu chúc sức khỏe đến đại bàng Tango, đại bàng Đồ Sơn và các những đại bàng khác như là đại bàng Sài Gòn, và riêng ở miền Nam thì trân trọng đại bàng Cổ Tấn Tinh Châu cùng các chiến hữu. Xin niệm tình tha thứ nếu Tuấn Truyền Tin có làm về Phật lòng quý vị. Chúc các quý vị vạn an, sức khỏe, khỏe mạnh để cùng chúng em đi tiếp đoạn đường mình đang bỏ dở.